Anh em đang ăn sáng. Hôm nay là ngày hành trình thứ hai sau một ngày một đêm trải nghiệm. Hiện tại anh em ngủ nghỉ tại phường Cao Xanh. Khán hết cổ. Qua tối qua uống có mấy lít khán hết cổ. Đây anh em đang ăn sáng ở cái quán hải sản. Dưa cua bắp bò. Chào cả nhà nhá. Ngon quá. Anh em ăn thì ngon không? Chào cả nhà nhá, mời cả nhà ăn sáng nhá. Anh này 19 tuổi. Hôm nay 19 tuổi rưỡi rồi. Còn kia em kia là bồ. Bồ ấy. Đem bồ đi bồ 16. Đây bác Đông. Người Nam Định. À đấy. Ăn sáng thì ngon không anh? Anh ăn sáng ngon không? Ăn sáng ngon. Đây là dông vật. Hôm nay anh em đã trải nghiệm thứ hai. Mời ăn sáng nhá. Trưởng ban đời sống, đội phó của Lê Tuyên Quang. Món bún đặc biệt. Đây vợ của hắn. Đây là hai cao thủ người Lào Cai. Chân tôi sẽ dừng. Mai cả nhà ăn cũng đặc biệt nha. Đây là hoa á hậu của Z Tuyên Quang. Đây chủ cửa hàng. Đây là các món ăn hải sản của nhà hàng. Ở đoàn em thì nhiều tỉnh đó. Các tỉnh. Bà chủ xinh gái. Còn đây là chỗ cơ cấu chính của đoàn. Xin chào 500 anh em buổi xuân nhá. Anh em ăn xong rồi. Chào tất cả anh em nhá. Vừa ăn xong anh ạ. Anh em vừa ăn xong. Ngon cho nên là anh em ăn lại. Hết rồi. Nhanh hết rồi. Đi mệt nói anh em ăn nhanh lắm. Đúng rồi. Anh ngày thứ hai. Hôm nay anh em sẽ trải nghiệm tại bãi cháy. Sau ăn sáng này anh em sẽ trải nghiệm tại bãi cháy và nước biển dâng lên đến tận sân này. Có bẩn luôn. Anh em có nhìn thấy biển không? Đấy, tí tầng sát hại biển đấy. Bây giờ mời cả nhà nhá. Loại này thôi. Hai vợ chồng một mình bán luôn. Đây là bún đặc biệt của nhà hàng đấy cả nhà. Bún đặc biệt là trị giá 50k. Đặc biệt 50k. Ăn rất là ngon. Mời cả nhà nhá. Ngon quá. Đến biển mà không ăn bún này cũng là phí. Mình định làm ăn cả ngày bún rồi nhưng mà không được. Cảm ơn cả nhà.